Thưa quý vị và các bạn, để tạo điều kiện cho hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó có hàng nông sản được thông quan thuận lợi nhanh chóng, nền tảng cửa khẩu số đã được tỉnh Lào Cai quan tâm triển khai. Trong đó, cổng dịch vụ công đang được thử nghiệm tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Đến nay, phần mềm này đã hoàn chỉnh, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu và doanh nghiệp tiếp cận, sẵn sàng vận hành trong thời gian tới. VNPT Lào Cai là đơn vị đảm nhiệm dự án xây dựng và triển khai nền tảng cửa khẩu số. Sau nhiều lần chạy thử nghiệm, tiếp thu ý kiến của các ngành, đơn vị, phần mềm đã được điều chỉnh phù hợp nhất, sẵn sàng đi vào hoạt động. Cổng dịch vụ công này sẽ cho phép dùng chung, chia sẻ dữ liệu, giải quyết các thủ tục hành chính, kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước và các ngành liên quan, đồng thời số hóa quy trình, rút ngắn số điểm chạm trong thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Trước kia thì khi đến với cửa khẩu thì họ sẽ phải sử dụng phải chạm đến khoảng tầm 18 điểm chạm, thì bây giờ sẽ chỉ còn lại khoảng 4 điểm chạm thôi. Và bên cạnh đó thì họ có thể theo dõi được toàn bộ cái quy trình của một cái xe hay một phương tiện của họ khi mà đến với cửa khẩu. Có 7 đơn vị tại cửa khẩu đã tham gia vào cổng dịch vụ công này, gồm hải quan, biên phòng, ban quản lý khu kinh tế, kiểm dịch thực vật, động vật. VNPT đã tập huấn cho cán bộ, doanh nghiệp sử dụng thành thạo hệ thống nền tảng số cửa khẩu. Doanh nghiệp rất mong là đợt tới cái cửa khẩu số của bên Lào Cai hoạt động thì sẽ giảm bớt được những gánh nặng về thủ tục hành chính để doanh nghiệp có thể tạo thuận lợi tốt hơn nữa trong việc xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. Hiện Ban Quản lý Khu Kinh tế đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng bãi KB2 tại khu vực cửa khẩu với diện tích trên 5 hectare. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nơi tập kết phương tiện xuất khẩu trong thời gian chờ thông quan. Cùng với đó, một khu vực nhà liên ngành cũng sẽ được cải tạo, nâng cấp để làm nơi đặt trụ sở cổng dịch vụ hành chính công. Hạn chế cái việc tiếp xúc giữa người dân và doanh nghiệp với các lực lượng chức năng, đảm bảo cái nguyên tắc là một nơi làm thủ tục và một lần kiểm tra. Như vậy là người dân và doanh nghiệp chỉ khai báo và đăng ký trên nền tảng cửa khẩu số và nhận kết quả tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công. Tỉnh Lào Cai đang phấn đấu đến quý 1 năm 2023 sẽ chính thức đưa cổng dịch vụ công tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành đi vào hoạt động. Điều này sẽ góp phần đảm bảo tính công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, đẩy nhanh năng lực thông quan hàng hóa.